Hello, xin chào tất cả các bạn. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Xuân Đức lại quay trở lại với tất cả các bạn với một cái series test đàn cho chị Phan Ngọc Hà ở Đà Nẵng. Chị mua cái cây đàn KM40 full gỗ qua như thế này dành tặng cho con trai của mình, và có nhờ Key Music lắp cái EQ MD12 chính hãng như thế này nhé. Đuôi của cây đàn thì sẽ cắm dây 6 ly như thế này, và EQ MD12 chính hãng thì các bạn đã nghe Xuân Đức giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Về tổng quan về cái hình ảnh của cây đàn, trước các bạn nhìn gỗ qua này, đây là qua cườm nhé, nó ánh hết cả cái cườm của nó lên, gỗ thịt nguyên tấm luôn. Mặt trước này rất là nhìn nổi bật cái qua cườm lên, và được khảm chai này, các bạn nhìn này, hay còn gọi là cẩn xà cừ đấy, khảm chai ở xung quanh thùng đàn và miệng lỗ. Ngựa của đàn thì được lắp ngựa xương nhé các bạn nhé, ngựa xương. Và đây là đầu cần đàn, đó, khóa đúc màu đen. Dây đàn thì lắp một bộ AVK 433, rất là ok luôn. Và bây giờ thì mình sẽ test thử âm thanh của cái đàn này nhá. Âm thanh mộc này, chưa qua EQ nhé. Lên EQ này, các bạn nghe thấy khác biệt không? Bình thường của nó, tiếng của nó đã khá là ổn, khá là hay rồi, nhưng mà khi mà kết hợp với cả EQ MD12 này và khuếch đại của âm thanh khi mà ra loa iPhone 40 GA40R của bên Key Music thì các bạn nghe âm thanh này khi chưa ra loa này, đó, nó được cộng hưởng âm thanh nên nghe rất là nội lực. Mình sẽ thử một đoạn quạt trước nhé. Khi mà cái EQ mà được lắp tốt ấy, thì cái tần số của 6 dây nó sẽ phải đều như thế này, không có bị dây to dây nhỏ. Ok, và các bạn cùng nghe âm thanh của thử của cái đàn này, mình sẽ đánh thử vào một bài nhá. Tức là con của chị Hà sẽ thích và sẽ có nhiều đam mê hơn dành cho đàn guitar. Mình sẽ thử đệm một bài nhé. Mãi luôn mang theo suốt cuộc đời.
và cái sản phẩm mình cho các bạn đang nghe đó chính là KM40 full quang của hệ thống nhạc cụ Key Music các bạn nhé.